Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tera TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ ăn gà rán, khoai tây, dưa leo, cà chua với lại có một xíu thịt ớt với lại uống một cái nước ngọt nha. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Mình sẽ thử miếng gà này trước nha. Rất là giòn và thơm luôn các bạn. Mình ăn dưa leo. Nãy giờ mua luôn á, nó vẫn còn nóng nha chứ nó không có nguội. Giòn ngon quá các bạn ơi, xuất sắc. Mưa người ta có cho mình khăn giấy nữa, cái nhà mình bữa giờ mình ăn mình không có mua khăn giấy đó. Đây là mình mua phần khoai tây nhỏ, phải có phần khoai tây lớn không mà mình không mua, mình sợ ăn không hết cho nên không mua cái nhỏ. Tấm nhìn cục luôn cho đã. Thịt rất là mềm, cái miếng ngoài này cực kỳ là giòn luôn á các bạn, ăn rất là thích. Mình nhớ mình có làm một cái clip không, clip của con gà nhưng mà ăn chung với bánh kem thì cái cục đấy cũng giòn nhưng mà không có giòn bằng cái cục này nha, cục này giòn hơn. Cũng mỡ rồi, cái đường ra quá trời luôn các bạn, nên mình sẽ ăn bắp nha các bạn. Chứ ăn là mình không có quen ăn bằng nĩa với muỗng, mình cảm giác là ăn bắp nó sẽ ngon hơn. Rất da nè, đã không các bạn? Ở nhà mình có một đứa em nó không biết ăn da các bạn, da gà, da vịt, da heo, nó giờ không biết ăn luôn. Mỗi lần nó đi ăn là nó lọc ra cho mình ăn, bữa giờ nó không mập nữa các bạn, ăn nhiều lắm nhá. Ngon quá các bạn ơi, cái lần này còn cái tay nhỏ là ảnh rượu rồi, nó không tay lớn như thế nào. Sốc sắc. Mình muốn thêm dưa leo với cà chua các bạn. Về sắc ra, thứ nhất cho đẹp, thứ hai là ăn cho đỡ ngán. Tại thịt không nó ngán các bạn. Cục thịt rất là mềm, không có bị khô nha các bạn. Nóng hổi luôn, ăn rất là đã. Ngon quá các bạn ạ. Quên, để mình uống nước không? Mình mua cổ cá các bạn. Cái trong hơi quán gà mình không mua, mình ra tiệm mình mua riêng. Tại mình thích cua cái lai để cho nó không có bị ít ít cái lai nó được. Đúng là cổ cá ăn cái âm gà rán nè, rồi khoai tây á, thích hợp nhất với uống cà luôn. Một cái mít mình mới mua các bạn, cảm thấy nó không ổn nữa thôi, giờ mình nói chuyện không còn mít luôn. Lúc còn mình nói đã đời, cái xin nó lại không nghe mỏi, nên là mình nói chuyện không luôn. Mình nhớ hồi xưa mình đi làm đó, cái anh chị không tới các bạn, buổi trưa cỡ 12 giờ thể mà cái quán nào mà nó có cái mãi gà, cơm gà, mấy chục người mấy chục ngàn á, bắt đầu là cả mấy anh chị với chủ mình để mà mua ăn chung. Mà chỉ không giờ 12 giờ thôi cho nên tụi mình phải đặt cỡ
11 giờ là bắt đầu các anh chị trong công ty đã rủ nhau để đặt rồi. Ngon xuất sắc các bạn ơi, nó giòn giòn ăn đã. Mình cân bán mình hai miếng cay với hai miếng không cay, mà nhìn vô thấy miếng nào cũng giống miếng nào các bạn. Miếng này chắc không cay rồi. Thật sự luôn, miếng này nó cũng giống nhau các bạn ơi. Ăn thì toàn thấy mùi à, vị cay của tôi tốt mà, nên không phân biệt được luôn á. Không biết cái nào cay nào không cay hết. Ngon. Miếng miếng này có cay không ta? Thôi, miếng này nha. Mời các bạn ăn chung cùng mình nha. Để hơn miếng chấm luôn. Cái phần lớp bột ngoài đó, các bạn muốn là tiệm thì nó cực kỳ giòn đó. Ở nhà mình làm á, mình có biết làm sao mà nó không giòn bằng ở ngoài tiệm á. Không biết là nó phụ thuộc vào cái độ sôi hay là cái trần bao nhiêu lớp bột qua cái miếng này thì nó mới giòn nha các bạn. Ngon. Ngon không? Bánh thật ở bên trong nó mềm, ở ngoài thì nó ngọt, nó giòn, cái lớp bột ngoài cực kỳ giòn, cực kỳ thớp, còn ở bên trong thì nó mềm, nó ngọt, cái nước thịt nó tươm ra ngọt lắm các bạn. Xuất sắc. Nãy mình kêu nhân viên lấy đồ đó bạn, lấy chủ yếu là những miếng này nó đồ không bạn, chủ yếu là ớt thì phải. Và tay nó không có gọi là giòn rụm nha các bạn, không có giòn hết, ăn kiểu bùi bùi thôi à. Wow, nó tạo quá mình không biết cắn sao luôn các bạn.
mình thấy cái khúc mà gõ vô dầu chắc nó cầm đọt quá không dớt lên, nó nóng người ta bỏ vô cái túi giấy, nhìn miếng gà rất là cực kỳ đã luôn, kiểu như lúc đó cái bột nó vừa phồng lên á, họ nhìn phát điên luôn các bạn. Nghề ráng mà uống với nước ngọt đúng là đỉnh. Cái tương nè, có tương cay nữa, cho nên cái gì nó ngọt ngọt. Mình bỏ tương nhà thêm vô nữa cho nên nó mới cay. Sữa thịt nó rất là mềm luôn các bạn, không có gọi là khô á, nó rất là vừa tới luôn, mềm nè, rồi ướt ướt, rất là thơm, ăn rất là kỹ luôn, nó không có bị khô quá, nhiều chỗ kia bị khô quá thế nè, ăn nó rất là ngán. Tiếng nãy giờ không ra còn hơi tay nào mình giòn hết mũi hết ỉu xìu các bạn. Ngon quá các bạn. Lớp da giòn hết sảy luôn các bạn ơi. Anh em mình nấu sao mình không thấy cục nào cay hết các bạn, có hơi nhầm, lấy nhầm cho mình là không cay hết đâu, chứ thế nào nó cũng đổ cay đâu.
khác. Ngon quá. Hồi nãy mình chạy xe để đi tới cái tiệm mà mua gà nè các bạn, mà mình đầu mình nghĩ cái gì á, mình chạy hút qua cái tiệm đó luôn, mình phải dòng xe lại để mình đi tới, mà cái tiệm gần nhà, gần xịt nhà mình luôn. Nếu mình nghĩ gì đâu đâu đi hút mất tiêu, có phải không? Mà hút xa lắm các bạn, phải tới ngã tư rồi ngã tư mấy tới ngã tư luôn, xong phải qua mấy cái đèn đỏ luôn mới tới, rồi phải vòng băng qua đường. Nếu mà đi từ nhà mình tới cái chỗ mình mua thì nó ở bên tay phải giờ gần lắm, đi tới liền à. Cái mình nghĩ cái gì đang đi đường, mình nghĩ gì á, thế là đi băng qua nó, cái hồi vòng lại phải qua đường, mà đường cũng lớn các bạn, đợi cũng lâu. Dưa leo hơi dài các bạn, nó cứng, cái hộp nó cứng lắm. Biết vậy, mình quên á, cơm mua đùi nó sẽ ngon hơn. Quên mất tiêu, ra mình chỉ có là lấy chị hai miếng không? Miếng luộc, hai miếng cay với hai miếng không cay, chứ mình quên hẳn luôn cái kêu đùi hay là má hay là ức gì các bạn. Thì mình no quá cho nên là xin phép các bạn mình tạm dừng video tại đây nhé. Mình để lát nữa khi nào mình hết no mình thì mình sẽ ăn tiếp. Thôi thì bây giờ mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ video của mình trong suốt thời gian vừa qua, thì mình rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hy vọng nếu thấy hay thì các bạn có thể like cho mình một like, một share, một subscribe các bạn nhé. Thì còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Mình xin cảm ơn và chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.